clip làm phun nồi vô và đó ánh hấp gì 28. Nào qua đây nhìn điêu coi nè. Làm hết rung ra đầu đi để yêu cầu đi thoại rồi nha. Rồi bắt vô kìa. Rồi bắt vô. Nhanh đi con, đang ở nhà mong đợi. Cái này nồi bô phô rớt, nồi phô rớt. Xăng. Mày viết nồi bô phô rớt nữa. Ấy này nồi nồi lọc gió 300 bên nồi luôn.